Anh ơi, em bảo nhá, thằng 606 nó đang dưới đây này. Em thấy nó đang ngồi một mình, gọi điện cho ai đấy. Em nghĩ là đấy là cái lý do mà mấy hôm vừa rồi nó bị buồn, nó đi uống bia đấy. Một hôm qua nó uống mười mấy lon bia. Chịu hồn. Hôm qua lại đi uống tiếp. Thì hôm qua cái video đó thì à không, tưởng là lại về sau nó lại đi tiếp. Không, nhưng mà em thấy đang ngồi ở kia sầu đời lắm kìa. Hai ta đi, anh em xuống nhá. Cứ phải rình rình xem, để xem là cái sự việc như thế nào mà nó buồn như thế. Anh ta đi xem nhá, cẩn thận nhá. Dưới này. Ở cái kia, ở cái đoạn bờ mương mà cái chỗ mà người ta ngồi người ta giặt quần áo này. Nhìn thấy chưa? Đâu? Cái gì? Anh ta mình xem này. Anh em sao mà xem này. Đấy phải 66. Đấy. Bình tĩnh nhá, anh ta. Cẩn thận. Anh nhìn thấy đấy. Nó đang có gặp chuyện buồn đấy. Ui. Làm sao ấy? Nó vừa nhảy từ bên kia ra bên này à? Học đau hết người đấy. Nào, bình tĩnh nhá. Nào, anh em đi chơi. Đi nấp. Đi nha. Em xuống nha. Đừng để anh ấy phát hiện, đi chậm thôi. Đi xuống. Ép xuống lại. Đi lại cũng được nhưng mà ép xuống. Đi cho anh. Cẩn thận đấy. Bị phát hiện này. 66 đang ở đây mọi người ơi. Ngồi xuống. Anh em đi, cố gắng đừng để phát hiện nhá. Để em xem anh 6 anh có vấn đề gì. Nhá. Làm sao anh? Chờ điện thoại của hay ấy. Gọi điện thôi. Gọi điện á? Ừ, cứ tút. Thôi à? Hay là nó vay lãi? Điện vay lãi thì sao? Nó đang xoay tiền để trả lãi. Thằng bạn mấy thằng bạn em nó toàn vậy thôi. Kiểu cái này là phải đi mượn bạn bè nọ kia để xoay tiền để trả vay lãi bọn ngân hàng, trả lãi xã hội đen ấy. Hay là thằng nhưng mà làm gì nó vay lãi? Hay là ăn phá. Hay là anh 6 anh nhìn vay ngại lãi bọn xã hội đen. Có biết không? Người ta cứ tút vậy được. Mình cứ lại có bị phát hiện không? Không biết được. 66 đang ở đây mọi người ơi. Đấy vừa lại bắt nó mở điện thoại lên xem gọi điện cho ai luôn ấy. Lại nữa. Ăn sao? Ăn sao? Còn lại không? Ừ, đi lại đi anh. Anh cẩn thận, em đừng gì vậy. Có đi lại cùng với anh không? Đi lại không em? Em đi đường đấy nhá, em đi cẩn thận nhá, đừng để anh phát hiện. Đi ép thôi. Không biết là 606 bị làm sao nữa. Anh nhớ em lắm. Anh thôi đi, đừng làm phiền tôi nữa. Rồi. Sao? Rồi. Anh đã hôm qua đã nói vấn đề vậy rồi mà em hôm nay sao em lại vậy? Sáu ơi. Này. Về. Đi về đi. Đi làm gì? Mới đóng phim xong cái này ra đây ngồi. Đi ngộ à? Đây ngồi như thằng bị ngáo đá vậy. Hôm qua tâm sự rồi, vậy là người yêu cái gì? Đang nhắn tin cho nó, vẫn nhắn tin cho nó à? Nó xóa đi rồi, ông cái này vẫn cứ cố nhắn tin với nó. Nó không thèm để ý, rồi cứ xóa nhắn tin nó làm nhỡ.
Hôm qua không quay lại đi nữa. Chịu. Hôm qua anh mày đã nói với anh rồi, mày bỏ là mấy là mày từ bỏ rồi, cứ bây giờ mày vẫn lại còn ra đây. Đứng lại em à. Đi về. Ở đây mày déo gì? Hả? Mày làm gì? Chịu phép không? Chịu, anh tưởng bọn mày nấp ở đây mày. Thanh niên con trai gì nó chán kinh khủng luôn. Đó nó gọi rồi. Chịu mày đấy, mày đi vô cái con như thế chịu rồi. Đây cái này là đấy, yêu nhau được một năm nữa đấy, hôm qua mày nói với anh là một năm rồi đấy, còn bây giờ gặp thằng kia nó mới có gặp nó mấy ngày mà nó nói với em những lời như thế thôi, thì em thấy chưa, nó là loại con người như nào. Yêu nhau một năm rồi mà cái này thấy mấy thằng kia nó mới cho mua cho một ít trà sữa mà đã vậy rồi chịu rồi. Gọi điện lại cho anh bảo nó xem là cho nó chuyện bà đi. Hôm qua bảo anh làm sao rồi? Bảo em bây giờ em không quan trọng nữa, là sao giờ này mình lại ngồi ra đấy? Em bây giờ em bỏ, em từ bỏ, em không thèm con đấy nữa. Rồi chị mày ấy, yêu đương làm gì?
Anh nhớ lấy những lời tôi nói đấy. Đừng có làm phiền tôi nữa, đồ nghèo hèn vãi cốt. Thì đấy cái này sau này nhá, sau mày làm có tiền lên thì này, anh không hiểu à? Tôi đã nói anh rồi, đừng có gọi cho tôi nữa, anh không hiểu. Em có nghe gì không? Bây giờ chia tay là chia tay, đừng có xếp mày gọi điện nhắn tin như thế, phiền chết đi được. Này, cái đồ nghèo hèn như anh ấy thì cứ đi thôi, không ai yêu đâu, anh hiểu không? Bây giờ nhá, thế là phải yêu những đứa nhà giàu, xe đẹp, chứ không ai như anh, nghèo hèn, những cái xe đạp quần phong khố. Thế nói chuyện yêu đương gì? Anh hiểu không? Đúng là đồ trẻ con mà. Alo. Em ơi. Anh nói cho mày biết này, anh là anh của thằng em của anh đang ở đây đây. Anh bảo cho mày biết này, mày nhá, mày thích làm sao làm. Nhưng mà hôm qua nó đi uống một phát một mình nó mười mấy lon bia. Rồi, đấy là việc của nó. Nhưng mà anh nói thẳng cho mày biết này, mày không yêu nó cũng được, mày có thằng khác cũng được, đấy là việc của mày. Nhưng mà cái vấn đề nhá, mày nói cái xúc phạm người khác, mày bảo là đồ nghèo hèn thế nọ kia nhá, rồi thì thế nọ kia nhá. Anh nói thật với mày như này này, bản thân mày đấy, mày nhìn lại bản mặt mày xem mày có cái gì. Mày yêu được thằng đấy, mày thử xem mấy hôm nữa xem nó có yêu con khác không, hay là mày cứ nghĩ là mày có cái gì mà nó phải yêu mày hả? Anh nói gì đấy? Anh nói tôi nhìn lại bản thân á, tôi xinh đẹp chứ làm sao, còn anh ta vãi anh cứt xem tính vãi cứt còn không có vãi cứt chó á, xinh đẹp có mày ra mà ăn không? Không mày được ra mà ăn nhưng nó vẫn có lợi thế, anh hiểu không? Rồi thế rồi thì sau này rồi, sau này rồi thì cũng vất đi thôi. Anh nói cho mày biết này, đây là việc của mày. Nhưng mà nhá, đấy nói cho mày nghe này, nhưng mà đừng bao giờ có xúc phạm người khác như vậy, hiểu không? Còn lần sau ấy, tao nói thật với mày như này này, mày mà đối xử với người khác kiểu như thế thì sớm muộn gì cái thằng người yêu mới của mày cũng sẽ như thế với mày thôi. Nên là anh cứ gửi lời trước với mày là như thế, được chưa? Nó đang ở đây mà cái vấn đề này không liên quan nhưng mà đừng, tôi chỉ thấy thằng em tôi bị xúc phạm này, tôi nói cho cô biết như này này, đừng làm gì thì làm, đừng bao giờ động đến cái danh dự người khác, xúc phạm người khác như thế, cô hiểu không? Tôi đang nói sự thật. Ok, cô giàu hơn, cô có xe không, cô có gì không, cô có giàu hơn người ta không? Nhưng mà tôi có người yêu tôi giàu hơn ông hắn ta là được rồi. Ok, người yêu chưa chắc đã là cái gì đâu, sao nó yêu mày hôm nó lại cũng bỏ thôi. Nhưng mày nghĩ lại xem cái đứa mà yêu mày một năm rồi ấy như nào. Này, một năm thì đã là gì, một năm đấy là phí phạm của tôi. Tôi toàn phải đi bộ với anh ta, mỏi cả chân ra mệt. Bây giờ hắn còn trẻ, hắn còn chưa gì, bây giờ phải đã yêu nhau thì phải cùng nhau cố gắng chứ. Thôi anh nói vậy, anh nói nhưng thật mà đấy. Bây giờ mày như thế thì vẫn đi. Này, cái loại đàn bà như này đấy, anh Tuấn ạ, đây để yên tao nói cho mày nghe như này này, cái loại như mày đấy đấy, thằng em tao nó yêu mày được một năm là nó sai lầm lớn nhất trong cuộc đời, chứ không phải là mày sai lầm, nhưng mày không có quyền sai lầm ở đây mà em ạ. Nhá, tôi mới là người sai nhá, tôi con gái tôi mới là người sai nhá, tôi sai khi tôi yêu anh ta nhá. Ok, nhà bố cái loại cũng không biết, nói chung mà không có liêm sỉ. Đứa nào bám với đứa nào? Nó không có nhiều tiền, nó không có xe, nó không phân khối lớn như cái thằng yêu người yêu của mới của mày. Nhưng mà như nào? Nhưng mà nó có cái gì nó cũng có thể là để cho mày cơ mà, trong khả năng của nó thôi chứ. Cái mày đi ra xã hội mày gặp thằng tốt hơn thì ok, đấy việc của mày. Nhưng mà đừng có vào xúc phạm người khác, mày hiểu không? Tôi không xúc phạm, tôi đã nói sự thật. Mày nói cái gì nghèo hèn? Ai nghèo hèn? Đừng có nói cái câu nghèo hèn với người khác. Tôi đi là tôi
Thế thì chịu đó. Đây, thế thì cô vấn đề đã... này này. Vấn đề này không phải là mày chia tay mày như nào với nó, mà vấn đề như này này, bây giờ tao cấm mày không được làm phiền nó được chưa? Chứ không phải là việc của... Anh ta mới là người làm phiền tôi. Ok. Từ bây giờ trở đi đừng bao giờ liên lạc với nó nữa, để nó có một cuộc sống yên ổn đi. Nó sẽ tập trung làm ăn và sau này ấy nó sẽ kiếm được cái người tử tế, và chúc mày ấy sớm muộn gì cũng sẽ nếm trải những cái giá của mày phải chạy, phải gây ra thôi. Này, anh đừng có chửi à tôi nhá. Để xem sau này như thế nào hắn nói. Ok. Sau này ok, sau này thì chắc chắn là cô sẽ như nào bây giờ mới nói, thì sau này cô cũng sẽ nhận như thế thôi. Tôi bảo cô này, cái thằng người yêu mới của cô ấy có thể đi phân khối lớn, nhưng mà chưa chắc nó đã cầm giấy tờ xe nhá. Có thể cái giấy tờ của nó đang trả góp ngân hàng, có thể là gia đình nó đang gánh nợ thay nó. Nhưng mà thằng em tôi này nó chưa có gì, nhưng mà hiện tại nó đang cố gắng. Bây giờ nhá, cô hối hận cũng không kịp nữa rồi. Con người của cô là như thế, động vào lòng tự tôn người khác ấy, là cô sai lầm rồi. Đừng có chuyện mà quay lại với nó nữa. Này, không bao giờ có chuyện tôi quay lại với anh ta nhá. Còn cái chuyện người yêu tôi đi xe có giấy tờ hay không thì đấy là việc của anh đấy. Nhá, có xe là được rồi, đi là được rồi, cần gì về giấy tờ. Vậy thì cô suy nghĩ quá đẳng cấp rồi, giỏi. Tôi bảo như này thì tôi tốt nhất là bây giờ đừng có gọi điện cho thằng em tôi làm gì nữa, để yên nó làm ăn. Sau này đấy, người tử tế sẽ yêu nó và loại cô ấy sẽ biến ra khỏi cuộc đời nó đi. Ok. Người tử tế sẽ ắt sẽ gặp được người tử tế thôi. Này, anh để anh ta nói chuyện với tôi nhá. Hai anh lôi vào đây nói chuyện làm gì? Tôi với anh không có liên quan. Không liên quan. Nó là em tôi. Nó là em tôi. Cơ tôi này, thấy bức xúc. Cơ này nó còn mù quáng, nó còn lú lẫn, nó không khôn được ra. Nó bị cô làm cho lú lẫn, nó không biết đâu là đúng đâu là sai. Nó bị cô dắt mũi. Nên là bây giờ như này này, bọn tôi là anh nó nghe bọn tôi. Hôm nay này, cô đừng bao giờ động vào nó nữa. Đã không yêu đàng hoàng được thì cút đi, được chưa? Đéo liên quan gì đến nhau nữa. Em này, nếu mà em cảm thấy, đấy, cách nói đối xử của em như thế. Một năm với em không là gì, khi gặp thằng người yêu mới có 2 ngày nó đi xe phân khối lớn ấy. Em thấy ok thì đấy là việc của em. Bọn anh, đấy là mày là em thì anh khuyên là như thế. Đấy là việc của mày, nhá. Thôi nhá, các anh đừng có mà bênh anh, à bênh em của anh nhá. Tôi là con gái, tôi mới là người đóng phí thanh xuân. Ok, anh ta thì là cái gì? Một đồ nghèo hèn, rách nát, không có tiền. Tao thì bảo, nói chuyện với tôi. Tao bảo cho mày biết này này. Bỏ ngay cái câu là đồ nghèo hèn đi nhá. Ra xã hội này có ngày mình bị ăn vả đấy. Còn đâu nhá, thanh xuân này, nó cũng có thanh xuân đấy. Mày hiểu không? Xuân của nó thì là gì? Tôi là con gái tôi mới thấy lãng phí, của anh ta đó là cái gì? Phải cứ chỗ à. Lại còn lại cô. Lại hồn. Cô hồn. Ôi, my god cô hồn, cút đi. Chưa đến tháng 7 á cô hồn rồi. Luôn, lại hồn lại. Chịu phải cứ chỗ. Tháng cô hồn, chưa đến tháng cô hồn đã gặp phải cô hồn rồi. Toàn những thể loại gì không biết đấy. Mày ngu lắm. Cô đi. Cô cút đi. Đấy, rất khoát luôn em ạ. Anh nói thật luôn, cái gì cái, nhưng mà anh cảm thấy mày bị xúc phạm như thế từ mấy hôm nay rồi, anh cảm thấy ức chế, nên là đôi khi bọn anh can thiệp thì mình phải thông cảm cho bọn anh, tại vì bọn anh thấy ức chế quá nhá. Nhưng còn... bọn anh cũng chỉ là anh em với mày thì muốn tốt cho mày thôi. Đúng rồi. Nó vì một thằng người yêu gặp có mấy ngày nó đi phân khối lớn mà nó bỏ em đấy. Đấy, mày suy nghĩ xem, như thế nào? Nó là con người như thế nào? Anh Pha thấy, em thấy thế nào? Em thấy anh xấu nên yêu ếch của em hơn. Yêu ếch của em hả? Chịu luôn nhỉ, em nghe câu chuyện thấy thấy giống trong phim không? Giống phim. Giống phim. Chịu luôn. Lại hồn. Cái này không phải buồn nữa, anh đã bảo rồi, hôm qua đã bảo anh rồi, vào cái này mày lại lúi túi một mình ra đây mày ngồi gọi điện không thì thế nọ kia. Mà mình không yêu con này thì mình sẽ yêu con người khác chứ. Mà yêu người khác thì mình phải gần những người tử tế đàng hoàng, mày yêu những cái đứa đấy, bớ cơ này mày biết là bộ mặt thật của nó rồi. Đấy, bộ mặt của nó đấy. Không nhắn tin với nó nữa. Sai lầm như nào thì sai lầm, nhưng mà với vấn đề như này, mày yêu nó một năm rồi, cái nó gặp người mới mà nó chửi mày như thế, nó còn bảo cấm là không được nói là mày là người yêu nó nữa, thì thấy chưa, nó tôn trọng ở đâu.
nó còn sỉ nhục bảo là đồ nghèo hèn nữa, nó tôn trọng người ở đâu. Vậy mà vẫn yêu nó được một năm thì anh cũng nể mày rồi. Nhưng ngày nay thôi, ngày hôm nay là bỏ nó qua, là bỏ qua. Chắc là trước đây là bao nhiêu lần như thế này rồi gì. Thôi anh không chửi nó nhá. Cái này anh em, anh cũng chỉ vì nóng quá anh mới gì thôi. Anh nói thật là anh em nhìn thấy vậy tức, được chưa? Rồi bây giờ thì mình cái gì lên, cứng rắn lên, mạnh mẽ lên. Không sau này nhá, anh nói thật mày như này này, cứ tập trung kiếm tiền vào, sau này yêu một phát 10 đứa. Phải không anh Tuấn? Yêu một đứa thôi. Một đứa thôi á? Yêu nhưng mà yêu 10 đứa. Nhưng mà yêu phải đúng người, đúng tìm đúng người nào. 10 người vẫn mình vẫn chân thành, vẫn cứ đúng người là được chứ anh. Đúng không? Yêu vậy người ta là láo. Yêu 100 người luôn đi anh. Yêu 100 người hả? Yêu vậy bố láo anh. Yêu vậy bố láo đấy. Mình yêu bao nhiêu người cũng được, miễn là mình chân thành anh ạ. Đấy. Mình yêu mà là đàng hoàng. Thôi, tử tế là ai? Anh đùa thôi nhá. Thôi nói chung là anh em cứ tập trung làm ăn, mình là người tử tế thì sau này mình sẽ lấy được người tử tế và yêu được người tử tế. Còn những người mà không xứng đáng thì mình không để ý nữa. Đúng không ấy? Nha. Yeah. Đấy. Chịu phép. Cái con người như thế mà mày cũng yêu được 100 rồi thì tao cũng chịu. Tại hồn luôn. Chịu ấy. Đây. Sáu nó vừa đưa tin nhắn cho mình như đây. Nó vừa kết một câu này như này anh em ạ. Đã nghèo rồi còn hèn nữa. Sao anh không nói chuyện với tôi mà lại để cho mấy thằng anh của anh nói chứ. Chịu luôn. Chịu đó. Cái thể loại người như thế mà mày cũng yêu thì tao đến chịu luôn. Chịu luôn. Anh thật sự anh lại hồn với mày luôn. Nhớ hiểu kiểu gì sao luôn. Mày lại ngu lu lẫn vậy không biết đó. Cái gì? Điên à? Ngộ à? Đứng đây đi về. Mày đi làm gì? Làm sao với cái... Anh ta lôi chị lôi anh này. Lôi anh này. Hả? À? Sao mày phải thích những cái việc như thế làm gì? Cái này mình biết rồi, mình... Ấy xuống lôi anh. Bỏ qua đi. Rồi. Đi về. Chịu. Ôi, lù đất vậy. Mày ngu lắm. Mày cầm máy cho nó này. Ấy cầm máy cho anh. Ngu lắm, đần lắm. Thôi anh bốn. Cái này nó đang buồn ý. Yêu nhau một năm chứ có ý gì đâu. Một năm thì coi mình biết sự thật của nó rồi thì mình bỏ qua đi. Xem như là không ý. Biết bộ mặt thật nó là tốt rồi. Biết thì biết, nhưng cái này nó một năm nó không bình thường được. Chịu phép. Anh ta lui anh bên về. Đi về đi. Lui về. Bốn người một chân tay lui nó về đi. Ok, tỉnh táo rồi, chiều nó cứu anh. Chịu luôn, lại hồn. Thôi anh em ạ. Đấy, chịu. Nói chung là nó cũng buồn đấy, tại vì là mình yêu một năm mà. Mình yêu ngoài đời chứ không phải trong phim anh em nhé. Chịu. Mình sẽ cố gắng khuyên can rồi thì an ủi sóng sáu.